hành cưỡng hôn Diệu Nhi trước đêm giao thừa, hóa thân vào nhân vật người vô gia cư và cô gái điếm, cả Trấn Thành và Diệu Nhi đã có nhiều tình huống hài hước và vui nhộn. Những năm gần đây, khi tham gia gala nhạc Việt, Trấn Thành không mang đến những tiểu phẩm hài đơn thuần mà sẽ mang lên sân khấu một vở kịch ngắn với nhiều tình tiết bi và hài. Với kịch bản chuyện tình đêm giao thừa, do La Thành và Trấn Thành cùng chịu trách nhiệm nội dung, câu chuyện đã từng được La Thành tham gia trong một cuộc thi, nhưng vì rất thích kịch bản này nên Trấn Thành khai thác và sáng tạo với một màu sắc mới mẻ hơn. Ngoài sự tham gia diễn xuất ăn ý của Diệu Nhi và Trấn Thành, chuyện tình đêm giao thừa còn có sự tham gia của các diễn viên khác, Anh Đức, Hồng Thanh, Thanh Vàng, Minh Dự, Duy Phước. Bức tranh về cuộc sống của những người vô gia cư trước thềm năm mới được khắc họa hài hước, nhưng cũng không kém phần suy ngẫm và lắng động. Ngoài sự tham gia diễn xuất trong gala nhạc Việt chính, Chúc Tết Mọi Nhà lần này, Trấn Thành vẫn được tin tưởng mời vào vị trí người dẫn chương trình xuyên suốt cùng Hồ Ngọc Hà với thời lượng 240 phút. Cùng với các tiết mục âm nhạc, phần dẫn chương trình của Trấn Thành và Hồ Ngọc Hà luôn cuốn hút người xem bởi sự duyên dáng hài hước, xen lẫn sự chia sẻ và hiểu biết. Đã trải qua chính số và cũng là những người bạn ngoài đời nên Trấn Thành cùng Hồ Ngọc Hà tung hứng khá tốt, tạo nên cảm xúc và sự thoải mái cho người xem. Gala nhạc Việt chính Chúc Tết Mọi Nhà là đại nhạc hội Tết hoành tráng nhất, thu hút hơn 80 văn nghệ sĩ, 150 vũ công vừa phát hành vào đầu tháng 1 vừa qua, đã nhận được sự cổ vũ và khen ngợi nồng nhiệt từ công chúng bởi sự chuyên nghiệp và chỉnh chu, đậm bản sắc văn hóa Tết nhưng vẫn hấp dẫn và cuốn hút.